Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an toàn. Rồi, trước hết thà sư có lời xin lỗi. Sư chạy hơi trễ chút. Hôm nay sư có cái tang lễ kéo dài 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay. Sau khi mà làm tang lễ xong rồi thì có lễ ăn sàng, tức là ăn linh đó, đưa linh về chùa. Thành ra sư xin lỗi, nó hơi chạy hơi ấy. Rồi chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai mình sẽ cho homeless. Nghĩ cái nỗ lực để biếu cho người homeless cũng là một cái sinh hoạt của cộng đồng người Hoa Kỳ ở đây. Cái bài mà sư mới phát ra cho quý vị, bài đó là từ ở Wikipedia tiếng Anh, sư chuyển qua tiếng Việt để quý vị đọc. Sư đọc cái tiểu sử của cái ông đó. Tuần trước chúng ta học cái ông này ở trong cái phần bài đáp ứng sự kêu cứu của thế giới. Nói chung là nước Hoa Kỳ là một nước rất là giàu mạnh, đúng không? Mình hãn diện, mình là nước kỹ thuật nhất thế giới. Tài nguyên cũng giống như là cái sự sản xuất của mình nhé. Là cũng là nhất. Nhưng mà có những cái tệ nạn, có những cái khó khăn ở trong xã hội đã rất lâu rồi, không có cái cách giải quyết. Khi sư đọc về cái bài của cái ông này, cái nỗ lực của ông để giải quyết cái vấn đề homeless, thành ra sư thấy cũng rất là hay. Tí xíu nữa quý vị, chúng ta sẽ đọc đến. Trước hết thì chúng ta trở lại bài hôm nay mới phát ra là bài 29, chúng ta học cái bài 28 tuần trước. Quý vị có nhớ là chúng ta nói chuyện đến cái ông trang số 2 ở cái bài 28 đó, cái ông giáo thọ dạy thiền ở New York đó. Ông tên là Glassman không? Ông Glassman này thì hồi bài 29 này nói về tiểu sử của ông này, những cái việc làm của ông đấy. Thì tuần trước mình có nghe cái vấn đề là mấy người mà đi thực tập sống ở ngoài đường ấy, giống như mấy người homeless ấy, rồi phải tự kiếm ra một 5.000 đồng cho 5 ngày sống ở ngoài đường. Rồi dùng cái 5.000 đồng đó cúng dường cho cái chỗ mà lo cho người homeless, chứ không phải đem 1.000 đồng đem đi tiêu đâu ạ. 5.000 cũng không có đem đi tiêu. Mà ngược lại, họ phải sống như là người homeless, tức là ăn ở cái chỗ, những cái quán, những cái bếp, nó kêu là chicken soup, những nơi mà nấu cho những người nghèo ăn á. Đến đó thì mình có cái tô mình đưa ra, thì họ cho mình súp, mình cho bánh mì, mình chấm, mình ăn. Ngủ thì ngủ ở dưới hầm cầu hay là ở cái ghế đá công viên, cái gì đó. Nghĩa là kiếm được cái gì, chỗ nào là nằm ngả lưng đó. Rồi cũng phải phấn đấu với những cái khó khăn, không có nước để uống, rồi bệnh tật, đau đầu, sổ mũi, cảm cúm, lung tung. Nói chung là không có suy nghĩ là ồ nhức đầu quá đi kiếm Tylenol làm gì có. Ngoài mấy người ấy thì cần cái gì là phải có kiếm tiền để mua.
chứ không phải có sẵn để trên kệ thuốc giống như mình đúng không? À, có chuyện gì là chạy vào phòng tắm mở kệ thuốc ra coi cái gì trong đó đem ra uống đúng không? Ừ. Hay là đi chợ thấy nó đang sale mua về để đó để xài, không có. Những cái thói quen đó là không có của người homeless. Người homeless không có cái cơ hội để làm những cái việc như vậy. Đó, thành ra tại vậy mình tiếp tục nhìn sâu vào trong cái ấy. Ông Glassman mà mình đọc trong tuần này đó chỉ là một trong những người tương đối là nổi tiếng về cái vấn đề mình kêu là Phật giáo dấn thân đó. Phật giáo thực sự ra là Phật giáo dấn thân cũng giống là một hạnh của Bồ Tát đó. Kiểu cái Phật giáo của người hành cái hạnh Bồ Tát đi cứu cho người, mình sống vì người, mình giúp đỡ tất cả mọi người. Thành ra cái vấn đề này nó rất là quan trọng, nhất là trong cái xã hội mà của chúng ta thì càng lúc cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng lúc càng lớn. Quý vị thấy ngày xưa đó thì nói chung là dân nó cũng bình bình, đến mọi người đó thì đều có cái tinh thần trách nhiệm. Quý vị biết không, cái thời ngày xưa mà người Mỹ ấy, với cái suy nghĩ của họ đó khác với cái người Mỹ bây giờ lắm, khác nhiều lắm. Ngày xưa là họ là những người mà thứ nhất là có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần yêu tổ quốc, có tinh thần cộng đồng. Chủ nhật đó, làm việc cực cật lực để mà lấy cái số tiền đó mà xài rất là tiết kiệm, chứ không phải là giống bây giờ. Mình bây giờ là cái gì nghĩa là xài đến max luôn. Đó. Hồi xưa làm gì có mấy cái mà loan để cho mua nhà, mua xe, mua đủ thứ đúng không? Cái gì cũng phải để dành hết á. Thành ra cái sự suy nghĩ của người ta khác bây giờ lắm. Còn bây giờ cái gì mình cũng nghĩa là cứ tiêu đi, credit card đó đem ra trả, xong rồi khi nào mà đến cần phải trả tiền lúc đó mới tính đúng không? Ừ. Đó, thành ra là cái sự suy nghĩ nó khác nhiều. Đó. Cái người ngày xưa đó thì có tinh thần với kêu là đồng đội, đồng bào, cộng đồng ghê lắm mà. Còn bây giờ nó bạn ai nấy sống, không có ấy, không có ai để ý đến ai nhiều, ai cũng sống, thậm chí mình sống ở nhà hàng xóm mình cũng không biết cái người đó là gì nữa, có mấy đứa con, vợ chồng làm ở đâu, cái chuyện nó không có. Ngày xưa là mình biết hết trơn á, mấy cái hàng xóm mình là cái gì mình biết hết, bây giờ sống ở đây không có, sư hoàn toàn không biết cái ông hàng xóm của sư là ông là cái gì. Thành ra dĩ nhiên bây giờ là sư làm vị sư thì là mấy người đó đến nói chuyện với mình thì mình biết, chứ còn cái hồi xưa là cư sĩ chứ hề, chỉ biết là có người ta có người bên đó, chứ còn ông làm cái gì ở đâu, cái gì không biết, không biết. Thành ra cái gap của cái người giàu người nghèo nó lớn lắm. Thành ra mình khó mà có thể thông cảm được cái người giàu mà nó có tiền tỷ thì làm sao mà nói chuyện suy nghĩ đến cái anh chàng mà không có 5 đồng để ăn bữa cưới cơm tối hôm nay, không có hiểu được cái này. Giống kiểu giống như mình nói Tổng thống Trump của mình á, Tổng thống Trump mà để mà suy nghĩ mà hiểu là cái anh homeless người kia là có cái gì không biết đâu. Sinh ra đã là giàu có, tất cả cuộc đời đó là rồi tiền, nó sinh ra tiền, đẻ ra tiền, cho nên là họ sống không có biết. Lúc nào cũng có người ăn, người làm, cái vấn đề đó. Và họ dùng cái mánh lưới, cái sự quen biết, cái tiền bạc của họ đó để mà củng cố cái địa vị của họ. Thành ra càng lúc càng giàu, hay là maximum và maximize cái cách mà giữ cái tiền của mình. Đến khi mà chẳng hạn như mọi người, cái dân bình thường tụi mình là phải đóng thuế, đúng không? Đâu có chạy đi đâu được. Nhưng mà ngài thì không cần phải đóng thuế.
tại vì ngài có nhiều phương cách đó. Đó. Ý kiểu mình nói như thế đó, à, tôi nói chung là cái nghề giàu với nghề nghèo, cái sự suy nghĩ khác nhau lắm. Ừ. Đó, thành ra hôm trước chúng ta đọc cái bài số 28 của mình á, à, mình mới đọc đến cái trang số 3, tức là mới đi qua cái vụ mà sống ngoài đường đó, đúng không? Đó. Thì khi đó thì sư, khi mà sư làm bài này, sư nói tuần tới chúng ta sẽ đọc đó, trong khi quý vị vẫn tiếp tục đọc á, thì sư đi qua cái tin tức của cái ông Tasman này, sư mới bưng xuống để đem đến để giới thiệu cho quý vị những cái việc làm tốt lành của ông. Đây là một vị tu sĩ Phật giáo ạ, người Mỹ. Thì chúng ta mới nói chuyện đến cái Phật giáo dấn thân do ngài Nhất Hạnh giới thiệu với chúng ta, trong khi đó là nước Việt Nam trong cái thập niên 1960 với cái sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ bom đạn đem đến, mục đích là tiêu diệt mấy người cộng sản, nhưng mà tại cộng sản nó trà trộn với người mình thì rốt cuộc là dân mình cũng lãnh bom đạn giống như người cộng sản vậy thôi. Dĩ nhiên là ở ngoài Bắc thì họ đem ra đó, họ bỏ thì dân chúng ngoài đó bị, còn ở trong Nam cũng bị nữa, bị rằng là mấy cái người mặt trận giải phóng hay là cái Việt Cộng nằm vùng cái gì đó, thành ra là nó khó để mà phân biệt nữa. Mà họ cứ nghĩ là chỗ đó là cái nhóm đó nó đang ở ẩn nấu thế đó, thế là cứ cho bom đến đó. Và ngài Nhất Hạnh để xin để có tiếng nói để binh vực cho người Việt nghèo của mình đó, đó thì ngài mới lập ra. Trước đó đó, mà nếu mà quý vị có cơ hội đọc được cái quyển hồi ký của cô Cao Ngọc Phượng, là cái thế danh của cô, ngay bây giờ cô là ni sư chân không, hay có thể là ni trưởng chân không, là đệ tử của Hòa Thượng Nhất Hạnh, thì ngay bây giờ có lẽ sư cũng đang ở bên Việt Nam, tại vì Hòa Thượng Nhất Hạnh đang ở Việt Nam để mà sống những ngày cuối cùng của ngài ở Huế. Đó thì khi mà quý vị đọc cái bài đó đó, sư tưởng ngày xưa đó là cái Phật giáo dân thân đó, cái tổ chức thanh niên phụng sự xã hội á, là khởi đầu là của ngài Nhất Hạnh, và từ đó nó build up lên để trở thành cái tăng đoàn tiếp hiện của ngài đó. Nhưng chứ đó chỉ đúng một phần thôi. Cái phần đầu tiên á, khi mà khởi xướng ra đó, thì trong theo cái quyển hồi ký của ni sư chân không á, ni sư khi mà là còn là một vị sinh viên, cho đến khi trở thành là một vị giáo sư, thì ni sư đã có một cái nhóm bạn đi giúp đỡ, mà sư kể chuyện với quý vị nghe đó, đến cái chỗ mà người nghèo khó, những cái khu mà giống như mình kêu là khu người thứ nhất là đã nghèo rồi, bố mẹ nghèo, phải đi làm, rồi con cái bỏ lêu lổng, rồi không có người trông nom á, rồi học hành cũng không được đó. Thành ra ni sư cùng với nhóm bạn sinh viên đó giúp đỡ, rồi sau đó khi mà gặp được ngài Nhất Hạnh đó thì là kết hợp luôn, tại vì hai bên đều có một cái sự suy nghĩ giống nhau đó. Với tài lãnh đạo của thầy Nhất Hạnh thì trở thành đội nhóm, được trở thành tăng đoàn để mà có việc làm đó, nó có tính đánh đồng nhất, là lập ra cái thanh niên phụng sự xã hội, đó là cái tổ chức của thầy Nhất Hạnh lập ra. Và cũng tự như vậy, cái tăng đoàn tiếp hiện cũng thế, là những người mà cũng có thể là tu sĩ, tức là độc thân, cũng có thể là người có gia đình. Thì cái tính cách của thầy Nhất Hạnh thì có vẻ cũng hơi giống như là chúng ta nói tân tăng ấy, tức là đây là những người mà cư sĩ mà có cái tâm hộ đạo, tâm để mà trợ giúp cho mọi người. Thì không bắt buộc người đó, nếu mà họ có thể là tu sĩ thì càng tốt, mà không có thì họ là cư sĩ. Đó thì sư đang ở trang giữa, trang số 3. Thì quý vị ở trong đây, quý vị mọi người đã đọc hết rồi đúng không ạ? Có không ạ?
Tuần trước sư nói đọc, có đọc không ạ? Hiểu hiểu. Ok, nếu vậy mình tiếp tục. Tại sư hy vọng là quý vị sẽ đọc, tự đọc ở nhà. Thì hôm nay mình đi cho nó lẹ. Không sao, chúng ta cứ tiếp tục trang số 3. Rồi, nếu vậy chúng ta ở giữa trang số 3. Thì lần trước chúng ta chấm dứt ở ngay giữa trang. Bây giờ biến tiếp tục. Tại Á Châu, Phật giáo dấn thân đã được dùng để giải quyết những vấn đề tại các quốc gia như sau. Giải tỏa các hành động hung bạo tại Tích Lan và Campuchia. Tích Lan có cái vấn đề gì thưa quý vị? Tích Lan có cái vấn đề giữa Phật giáo và người Tamil. Người Tamil là cái người sống ở trong cái hòn đảo Tích Lan đó, nhưng mà họ có tiếng nói và dĩ nhiên là văn hóa cũng hơi khác một chút xíu. Trong khi người Tích Lan là Phật giáo, thì Tamil có thể là không phải là Phật giáo, có thể là Hồi giáo. Tại vì vậy thì ra hai cái nhóm này công kích nhau, nghĩa là quyết liệt giết chóc nhau. Và Campuchia. Campuchia thì có lẽ đang nói chuyện đây là cái thời mà những cái ý thức hệ về chính trị ấy, chứ còn bản thân Campuchia thì sư chưa hề nghe nói là có cái đạo nào vô đó để mà cạnh tranh nhau, rồi không giống như là ở Miến Điện hay là ở Tích Lan mình mới vừa nói. Campuchia thì sư nghĩ nói đến đây là có lẽ là trong cái ý thức hệ cộng sản và quốc gia. Thì những cái nhóm mà cộng sản lên rồi nó giết đó, nó kêu là tác cáp ruồn, nó kêu là gì đó, giết diệt chủng người ở Campuchia á, khủng khiếp lắm. Với giải pháp đi bộ cho hòa bình, huấn luyện về không bạo động, lập nên phong trào chế ngự và hòa giải các cuộc chiến tại bây giờ cái bài này nó viết hồi đó là chiến tranh Việt Nam vẫn còn, đúng không? Thì bây giờ cái chữ Việt Nam có thể bỏ ra, bây giờ cái chuyện vẫn còn là Tây Tạng, Miến Điện và Bangladesh. Tại Thái Lan, các sư đã cho cây được thọ giới. Quý vị biết là cái vấn đề ở Thái Lan có vấn đề tham nhũng cũng dữ lắm. Họ đó là cây miền nhiệt đới, thành ra là cây cối là tự động là bị đốn xuống, trong khi chưa có đủ già tuổi cũng bị đốn luôn. Đó. Thì các quý sư đó thay vì kêu cứu để mà giữ cây không bị đốn, tại vì phá hoại rừng á, thì là đó là tài nguyên của quốc gia. Sau này là nước lũ tới nó có cây nào để mà giữ nước, rồi mình sẽ lụt lội, dân chúng lầm than. Nói chung đó, thành ra có quý sư á, chỉ có tất cả phần lớn của người Thái Lan là theo đạo Phật. Tại vậy nên bây giờ cho mấy cái cây thọ giới luôn, tức là đến đó truyền giới cho mấy cái cây này, cột cái vải vàng của đó, nói rằng là đây là cây này đã được thọ giới rồi, quý vị mà đốn nó là phạm giới đó nhỉ. Đó. Thế là người ta sợ, đúng không? Để cho đó là cái nỗ lực của các sư, nghĩ rằng là nếu mà làm như thế thì người ta, những người mà kêu là đi đốn rừng á, sẽ không có xâm phạm. Cái chuyện đó đúng hay không quý vị? Đối với các nữ tu, sư Jasuman Kabil Singh cùng với hội quốc tế con gái của Đức Phật, cái hội này chúng ta có nói chuyện rồi đúng không ạ? Sakyadita đó, đã đưa vấn đề thọ đại giới cho các vị ni. Thì các quốc gia theo nguyên thủy chẳng hạn như Miến Điện, Thiên Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia, mấy nước đó, kể cả Việt Nam, những cái nhóm mà các vị sư đi qua Campuchia để mà nhận thọ giới về trở lại để tu theo nguyên thủy ở Việt Nam thì cũng khắt khe, không có cho các cái vị ni được thọ đại giới. Thì cái đó là chúng ta có cũng nói chuyện với nhau nhiều lần rồi. Tại Ấn Độ, trong chào cách mạng Phật Pháp, Dharma Revolution đã giúp những người thuộc giai cấp khép kém. Đó, mình có nghe cái này rồi. Cái untouchable, cái giai cấp untouchable là không có được rờ tới đó. Cái này còn thấp hơn là cái giai cấp mà nô lệ bên đó nữa. Thành ra những người này là còn khổ sở hơn là những giai cấp thấp cuối cùng của ấy. Thành ra trong đó cái ông mà thủ lãnh đó, là ông Bedika đó, ông mới ông là một người rất là giỏi, ông theo ở trong cái giai cấp
untouchable này, nhưng mà ông rất là giỏi, giỏi hơn những người khác. Ông là người luật sư, rồi ông viết ra cái hiến pháp của Ấn Độ. Nói chung là ông là một con người rất là xuất chúng, nhưng mà rất tiếc ông là sinh trong cái giai cấp khốn cùng đó. Thành ra tất cả những cái gì mà để một người trí thức có thể có được thì ông không được, và ông cảm nhận được cái khổ của những người mà cùng giai cấp với mình. Thành ra ông mới tham khảo, và cuối cùng là ông nói rằng là chỉ có đạo Phật thôi là cái đạo mà có thể giúp mình. Tại vì đạo Đức Phật nói tất cả mọi người bình đẳng, đúng không ạ? Thì đó là cái lý do ông đã trước bản thân ông là trở thành người Phật tử thọ tam quy ngũ giới, và đồng thời là sau đó là đem về để mà truyền lại hết cho những cái người cùng cái giai cấp với ông. Rồi sau đó là họ là tôi là người theo Phật giáo, tôi không có phụ thuộc vào cái giai cấp này nữa, không có áp đặt lên chúng tôi. Nhưng mà đó là cái cách mà quý vị tìm cách để mà vùng vẫy ra khỏi cái sự áp đặt của họ. Nhưng mà ở tại Ấn Độ bây giờ cái chuyện đó vẫn còn xảy ra. Còn bên Tây Phương thì thế nào? Phật giáo dân thân đã can thiệp cho các vấn đề nhân quyền tại các quốc gia như Tây Tạng, Miến Điện và Campuchia về các vấn đề như sau. Người Phật tử Hoa Kỳ tổ chức và cùng nhau phản đối hoạt động tại Nevada, Texas, cô Joanne Macy và các thân hữu thành lập đề án bảo vệ hạt nhân Nuclear Guardianship Project để kiểm soát các chất thải lò hạt nhân. Đây là những người mà họ có hiểu biết về cái vấn đề này, biết là phương hại cho đồng bào, những người sống chung đó, hoặc là những cái đất đó về sau này nếu mà mình con cháu mình đến đó ở thì cũng phải bị họa lây. Nên đó họ hiểu được những vấn đề này thì họ, đây là cái nước văn minh dân chủ, nếu mà thấy sai thì phải lên nói, mà nói thì phải thì chính phủ phải nghe. Nếu mà đúng như thế, có cái ban ra để mà kiểm soát lại có những lời mà phản kháng có đúng hay không. Nếu đúng như thế thì phải ngưng lại và làm sao để cho nó giải quyết cái vấn đề. Cái thứ hai là các buổi hội thảo, buổi họp của nữ Phật tử bàn luận về sự bất bình đẳng trong đường lối lãnh đạo của tính cách phụ hệ, tức là người nam lãnh đạo trong các tổ chức của giáo lý Phật giáo, các tổ chức mang giáo lý và thực hành của Phật giáo vào nhà tù, cũng như chương trình kèm trẻ trong cộng đồng người nghèo. Những cái việc làm đó rất tốt, đúng không ạ? Người Mỹ cũng có cũng có sẵn rồi, nhưng mà nếu mà làm thêm để mà giúp đỡ được thì lại càng tốt thêm thôi. Trung tâm thiền của San Francisco có nhiều năm đó, điều hành một hospice, nhà tế bần là nơi cung cấp các thức ăn và chỗ ở cho người nghèo và huấn luyện các thiện nguyện viên. Cái chữ hospice trong đây thì nói là nhà tế bần, nhưng mà cái hospice mà sư được biết là đây là một cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Họ với cái lòng từ bi, họ muốn cho cái người mà bị bệnh nan y, tức là không cách nào chữa được thì họ cung cấp tất cả những cái dịch vụ về y tế cũng như về tinh thần yểm trợ để cho cái người sắp sửa mất, sắp người hay là người đang bị bệnh nan y sẽ có được cái sự bình an khi mà họ ra đi. Đây là một cái chương trình nhân đạo. Đại đức Suhita Dharma tại Richmond, California đã thành lập trung tâm cho người bệnh AIDS, hỗ trợ Gen AIDS Hospice tại San Francisco. Hôm trước chúng ta nói chuyện với nhau về cái bệnh AIDS rồi, đúng không? Cái người nào bệnh AIDS ấy, là kể như là chắc chắn là sẽ không có cái thời gian sống lâu. Dĩ nhiên là bây giờ thì cũng có thuốc có thể giữ được, nhưng mà cái thời xa xưa, cái thời mà mình cái bài này còn đang viết ra đó, thì là kể mình đã mang bệnh AIDS, đó là mình mang cái án tử hình rồi, không có cái cơ hội nào hết. Thì vì quý vị biết như thế là tinh thần họ xuống dữ lắm, thành ra
nó rất là khổ. Thành ra họ có cái chương trình hospice là vậy, để giúp cho cái tinh thần của họ, để có thể là giới thiệu những cái tôn giáo, hoặc là làm cách nào để mà họ hiểu được cái tâm trạng của họ đó, để giúp đỡ nhìn cái chết với một cái nhãn quan khác. Quý vị biết là đối với Phật tử mình thì khi mà mình hiểu đạo rồi đó, mình có cái sự tu tập rồi đó, thì mình nhìn cái chết mà không có thấy sợ hãi. Còn người không có biết đó thì rất là sợ, tại không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Thành ra càng sợ lại càng không muốn nghe đến, không muốn nói đến, không muốn chuẩn bị. Nên cái đó là rất là uổng. Mình cái gì mà mình không biết thì mình lại cần phải chuẩn bị nhiều hơn để cho mình đỡ phải lo lắng hoang mang. Các nỗ lực này là một đáp ứng đáng kể cho những khó khăn, đã là một sự đáng kể cho những hình như cái này nó bị lặp lại cho những khó khăn trong xã hội tại thành phố Yonkers ở New York. Cái thành phố Yonkers trang số 2 đó, chúng ta đã nói rồi đúng không ạ? Đó là nơi mà ông Glassman ông làm việc đó, ông lập ra cái hãng mà làm bánh đó. Tí xíu nữa mình đọc cái này là mình thấy là không những chỉ làm bánh thôi nha quý vị, ông lại làm thẻ liên lạc mà lấy được cái contract với một cái công ty mà làm bánh rất làm ice cream rất là nổi tiếng của từ Mỹ. Thành ra cái này là cái gì? Tất cả nỗ lực là để kiếm công việc làm. Quý vị biết thực sự ra cái người mà làm bánh không có bắt buộc phải là học cao. Còn chẳng hạn những cái nghề ngành nghề khác, chẳng hạn mình làm trong văn phòng, mình làm kế toán, mình chạy mấy cái máy ví dụ vậy đó hả, thì cũng cần phải có cái kiến thức chút đúng không. Còn trong cái tiệm bánh thì không cần nhiều đâu, mình có cái công thức là mình làm được thôi. Năm xưa sư đã mới đến đây là sư đã chuẩn bị tinh thần để đi học về làm bánh. Sư muốn mở ra một tiệm bánh donut. Do rốt cuộc cái duyên là thật sự đi học computer, chứ còn mới đầu ra đó là bay vô trong vocational center là kiếm tính là học để làm bánh đúng không. Mấy cái bánh của Mỹ là mình học hết trơn ấy, mấy cái máy to thế này nè, nó làm nó trộn bột rồi nó làm đủ thứ bánh hết á, cũng vui lắm. Thành ra sư cũng biết chút chút về bánh khi mà làm ở trong một cái tiệm lớn ấy. Hội Ái Hữu Phật Giáo cho Hòa Bình, chữ viết tắt là BPF, B là Buddhist, P là Peace, F là Fellowship. Hiện nay được điều khiển bởi ban giám đốc của 15 người và một ban cố vấn quốc tế gồm các vị nổi tiếng nhất trong Phật giáo dấn thân trong xã hội như Thiền sư Robert Icahn, A.T. Ariyat Ratne là người sáng lập phong trào Savodaya tại Thích Lan, bà Pema Chodron là người phụ nữ Hoa Kỳ, là tu sĩ Phật giáo Tây Tạng và trụ trì ni viện Gampo ở Canada. Đây là những cái vị mà có nổi tiếng có trong giới Phật giáo mình á. Hay là bà Christina Feldman là văn sĩ, là giáo sọ thiền, đồng sáng lập viên của Gaia House tại Anh Quốc. Mamoru Kato là người làm với chi nhánh của Nhật Bản của mạng lưới quốc tế cho Phật tử dấn thân International Network of Engaged Buddhists, viết tắt là INEB. Quý vị sẽ đọc cái chữ này nhiều lắm, INEB này. Joanna Macy, chúng ta mới có nói chuyện đến bà đó trong cái hoạt động của bà thì trước đó. Rồi Thích Nhất Hạnh, ai cũng biết ngài đúng không? Sulak Sivaraksa, bà ông này là người Thái, có dịp mà chúng ta tìm hiểu việc làm của ông này cũng rất là tốt. Sau khi mà hiểu được cái chữ Phật giáo dấn thân rồi đó, thì ông ở Thái Lan thì nhiều cái vấn đề lắm, thành ra ông cũng
tham gia vào cái này để mang nỗ lực mang cái đời sống mới cho những người dân khổ ở Thái Lan. Có một lần sư có nói sư cái vụ mà Thái Lan, Campuchia mấy cái em nhỏ nhỏ mười mấy tuổi là đem đi đi vô để mà bán làm nô lệ tình dục á. Gary Snyder là thi sĩ và nhà hoạt động xã hội, và ông Christopher Titmus, ba vị Gosana Nanda Nhất Hạnh và Siva Raksa được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Đây là những cái người mà hoạt động tích cực cho cái cộng đồng của họ. Đã được quốc tế công nhận, đã được giới thiệu. Khi mà mình chưa được cái giải đó mà mình được giới thiệu cũng là một cái vinh dự, thưa đại chúng. Đúng rồi, mới đề cử không là cũng là chưa, ngài Nhất Hạnh của mình chưa nhận nhận, nhưng mà được đề cử. Dấn thân trong đời sống hàng ngày, trong khi phần lớn sự sử dụng danh từ dấn thân trong xã hội có ý nghĩa thứ nhất, tuy nhiên ý nghĩa thứ nhì có tính tổng quát của hoạt động Phật giáo dấn thân. Phật giáo tuy được đưa vào đời sống trong thế giới với tất cả khía cạnh, bao gồm bối cảnh hàng ngày của gia đình, tương quan cá nhân, cộng đồng và công việc làm. Từ ý nghĩa này, tất cả việc làm của chúng ta đều có khả năng là hành động của Phật giáo dấn thân. Khi Phật giáo hội nhập Tây Phương và hành giả Phật giáo trở thành người nam hoặc là nữ tu sĩ, sống tại các trung tâm tu học, nhưng với nhiều người đã có sự thích thú đưa ra các khía cạnh thực tập Phật giáo và cuộc sống hàng ngày của họ, với tất cả sự nồng nhiệt tìm thấy trong giới xuất gia và kinh nghiệm về thiền thất. Thì cái điều này, quý vị thấy người Mỹ họ thông minh không? Họ rất là phải nói là họ là cường quốc là có lý do. Con người họ thông minh, tâm rất là tốt. Dĩ nhiên mình cũng có những cái người mà lôi thôi. Nhưng mà nói chung á, là con người của họ, nghĩa là sư mới, lần đầu tiên sư đến đây á, ta nói mình mới hiểu được con người này họ lành lắm. Mình nói cái gì là nó nghe cái đấy. Mình nói nó là như thế này là nó vậy hả? Là tin ngay lập tức, không có kêu là suy nghĩ gì cả. Rồi cái gì mà hay á, nhưng mà thấy thiền định hay, lập tức phải tham gia học hỏi. Mà đời sống hàng ngày, nếu mà thiền định đưa vô để mà lúc nào mình cũng làm chủ được cái ý chí của mình, rồi cái công việc làm của mình nó sẽ kết quả, mình không bị cảm dỗ của tham sân si, tất cả những cái này đều tốt hết, thì là lập tức làm sao áp dụng ngay. Con người của họ phải công nhận là họ rất là tốt. Chúng ta cần hiểu căn nguyên của danh từ Phật giáo dấn thân, cụm từ ngày người Tây Phương viết qua tác phẩm của Thích Nhất Hạnh. Bắt đầu từ thập niên 1950 tại Việt Nam đã có nỗ lực những cộng đồng Phật giáo giúp Phật giáo được tiếp cận và thực tập nhiều hơn của những người cư sĩ, và dân từ Việt Nam dùng là nhân gian, tức là Phật giáo nhân gian đó, tức là trong thế giới, trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó. Phật giáo cho mọi người và trọng tâm của sự thực hành nhận thức trong đời sống hàng ngày. Cuối thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960, cụm từ với phong thái xã hội được dùng đến là nhập thế, tức là đi vào thế gian, với sự nhấn mạnh trong dịch vụ của xã hội, giáo dục và hoạt động từ thiện. Đó là cái lúc mà chúng ta nói đến cái hội thanh niên phụng sự xã hội ra đó. Phong trào thứ ba là dấn thân làm cho liên lụy từ năm 1963 và sự đóng cửa các chùa Việt Nam khi mà bị đàn áp của Tổng thống Ngô Đình Diệm bởi chính phủ và nối kết với các hoạt động rõ rệt. Vài người theo phong trào này đã ứng cử vào chức vụ trong chính quyền, mặc dù trọng tâm chính là vấn đề tự do, công bằng trong xã hội, sự đàn áp và chấm dứt chiến tranh. Chủ nghĩa tích cực này đã được phối hợp với sự nhấn mạnh của hai phong trào đầu tiên, đó là áp dụng Phật giáo vào đời sống hàng ngày và thường liên kết với các dịch vụ xã hội, đặc biệt là mở các trường học. Thì quý vị thấy chúng ta nãy giờ nói chuyện là ở Mỹ đúng không? Mình nói ở các quốc gia Tích Lan, tức là theo Phật giáo Nguyên Thủy. Ngay cả ở bên Đài Loan, quý vị biết Ngài Tinh Vân chứ Hòa Thượng đó là cả sáng khai sáng ra Phật Quan San đó, cái tu viện cũng như là cái
những chương trình phúc lợi của Ngài đó rất là mạnh. Thì cũng tương tự như vậy, Ngài, những cái bài viết đó, của Ngài Tinh Vân đó, thì cũng vậy. Là rồi họ dùng cái chữ là Phật giáo nhân gian này, thì là khi mà nghe đến cái này là lập tức sư liên tưởng đến những cái quyển sách của Ngài Tinh Vân viết, Ngài viết nhiều lắm đó. Thì rồi chúng ta cũng biết là bên Đài Loan có thêm một vị nữ nhi mà rất là một vị nữ nữ tu sĩ rất là nổi tiếng, quý vị biết chưa ạ? Đó là sư bà Chứng Nghiêm, đúng không ạ? Bà là người sáng tạo ra cái hội tương tế đó, Dũ Chi đó, quý vị biết không? Biết chứ không ạ? Cái đó rất là hay. Cái chương trình Dũ Chi là như thế này. Bà ngày xưa, bà sư bà Chứng Nghiêm á, bà là một người con giống tiểu thư á, bà sống ở Đài Loan. Bố của bà rất là giàu có được cái tiệm giống như là chiếu rạp chiếu bóng á. Thế bà thường ngày ấy, bà ngồi trong nhà là bà nhìn ra ngoài đường, thấy các phụ nữ xách giỏ đi chợ. Thì bà liên tưởng đến là những cái người này, những người này dĩ nhiên là những lần bà nghèo á, thì là trong cái giỏ họ có cái gì ở trong cái giỏ đó để đem về để mà nấu nướng cho gia đình ăn. Có những khi biết đâu chừng rất muốn dùng những cái thức ăn đó nhưng mà làm gì có đủ tiền để mà ăn. Thế kịp đến lúc bà lớn lên một chút thì hôm đó ba bố của bà bị sốt. Bà không biết là cái bệnh sốt là phải để yên, đừng có di chuyển ông bố. Bà lại mau mau cố gắng vực ông bố đi về nhà. Thành ra cái bệnh trạng nó lại càng nặng hơn nữa. Sau đó ông mất thì bà có cái sự mà kêu là hối hận, cái sự hiểu biết của mình không có được tốt. Thì sau đó thì bà xin mẹ của bà được đi xuất gia, thì dĩ nhiên là gia đình không có đồng ý. Cuối cùng bà trốn đi. Bà trốn đi xong rồi bà đi đến một cái thành phố xa, thế là gia đình đem bắt về. Rồi xong cái bà đi một lần thứ nhì lại trốn đi lần nữa, lần này đi xa hơn nữa. Thì có đến cái chỗ làng nhỏ này thì có những cái người đàn bà giống như là nội trợ đó, hỗ trợ để sống. Thì bà dạy đạo cho họ, rồi bà tu tập, rồi bà dạy Phật pháp cho họ. Rồi đến ở đó một vài năm, sau đó bà quyết định là bà sẽ rời chỗ đó. Thì các cái người phụ nữ này mới năn nỉ sư ở lại với tụi con. Bà nói là cái ý hướng của bà đó là muốn làm chương trình từ thiện. Thành ra bà sẽ ở lại với điều kiện là quý vị giúp cho bà làm từ thiện. Những người đàn bà này là những bà nội trợ, làm gì có tiền nhiều để mà làm từ thiện, đúng không? Bà mới nói quý vị mỗi ngày bỏ vào cái ống tre của mình, mỗi mỗi vị đó đã có một cái ống tre thì bỏ vào đấy, chẳng hạn như là mình ăn một ngày là 5 xu thì bây giờ bớt xuống còn ăn 4 xu rưỡi thôi, còn nửa xu để vào đây. Rồi một tuần dồn hết lại bao nhiêu cái tiền ở trong cái ống tre đó, rồi đi coi trong cái cộng đồng nhỏ nhỏ của mình là có người nào nghèo, mình biếu cái số tiền đó. Rồi lại tiếp tục tuần sau lại dồn hết lại mỗi người ấy lại. Đó là cái cách mà bà làm. Mà thì tất cả mọi người phụ nữ đó thì thấy cũng được chứ mình nhín là chút xíu thì mình sẽ có được cái số tiền để mà giúp sư phụ làm từ thiện. Đó là cái khởi đầu của hội Dũ Chi là như thế. Về sau này thì cái hội đó nó nhân lên thì họ vẫn làm cái tương tự như vậy. Mặc dù họ có rất nhiều tiền nhưng mà lúc này thì cũng người ta cũng cho biết là trong cái cộng đồng hay cái làng xóm hay là trong thành phố đó có những người nghèo nào, đưa danh sách lên rồi họ sẽ đưa thực phẩm hoặc là giúp đỡ cái gì đó đến tận nơi cho những người đó. Đó là cách mà hội Dũ Chi làm. Rồi sau đó đó thì bà mới suy nghĩ có thể là giúp đưa qua cái vấn đề y tế không.
khi mà đến nói chuyện với lại cái vị giống như giám đốc ở trong bệnh viện đó, ông giám đốc này tưởng là bà này chắc điên, làm gì đây mà có người mà đi đến đây để mà xin cái chương trình phúc lợi cho cái người nghèo ở trong cái bệnh viện này được. Nhưng mà bà nói không những là muốn như thế mà sau này còn muốn là làm luôn cái trường là dạy cho các bác sĩ luôn. Ông không có tưởng tượng. Nhưng mà quý vị biết không, cái sức mà cương quyết của bà đấy, với cái phước của bà có được ấy, thì không những là những cái người mà bà nói chuyện ấy đó giúp bà đó thực sự là lập ra được cái trường, rồi các cái vị bác sĩ, bác y tá mà học ở trong cái đó đó, thì các quý vị đó sẽ khi mà được cái học bổng của trường á để mà học tốt nghiệp á, thì họ sẽ ký trở lại là họ làm bao nhiêu lâu với lại hội của mình để mà cũng như là trả lại cái ơn của đã giúp mình được học đến thành tài đó. Thì bây giờ ở bên Đài Loan thì có cả trường sư cái năm 2006 sau khi mà ở một năm rồi 2006 sư về lại Mỹ để viết cái bản luận án thì sư quyết định là xin trên cái đường đi về thì mình ngừng lại ở Đài Loan lâu hơn chút, sư ở dừng lại 1 tháng. Thì 2 tuần ở trong cái ni viện để xem cái đời sống họ như thế nào, có giống cái ni viện của người Việt Nam ở Mỹ hay không. Tại vì sư hoàn toàn không biết, sư tu ở đây sư không có biết cái cách mà sinh hoạt ở một cái chùa ở hay cái ni viện ở Việt Nam như thế nào, tại mình tu ở đây mà có biết đâu. Sư là Ngô Văn Ngố rất là ngây thơ, không có biết cái gì hết á. Còn 2 tuần kia đó thì sư xin ni sư sư bà mà viện chủ của cái ni viện đó, ni viện đó là sư phụ, đó là sư phụ của cái người bạn học của mình, là một sư cô ni sư Đài Loan. Thì ở trong trường của sư cái thời sư đi học có 3 vị, một vị là người Đài Loan, một vị là người Mỹ và sư là người Việt Nam, có 3 vị ni thôi. Các thầy thì không thấy các thầy nào hết, chỉ có các có một lần sư thấy một vị thầy người Đại Hàn mà thoáng cái là biến mất, không thấy ông trở lại, không biết ông đi đâu hay là ông chỉ ghé qua để mà thăm hỏi hay gì đó. Có thấy vị mặc hết một bộ màu xám đi vô xong cái thoáng cái là hết rồi, không thấy nữa. Thì anyway cái vấn đề là khi mà sư đến đó đó thì được đi cỡ đến coi cái bệnh viện, đến thăm các sư bà của viện chủ cái ni viện đó, cho một người đệ tử giúp sư đi đến thăm chỗ Phật Quan San, Quan San mình ở đó 1 ngày, xong rồi đến cái chỗ cái là phá cụ san á, tức là chống pháp cổ á, là sư có kể chuyện cho quý vị nghe, nơi đó là rất là tân tiến, computer rồi thư viện rồi tất cả sẵn sàng để cho những người học Phật ở đó. Rồi sư được đến chỗ của sư bà chứng nghiêm nữa, cái chỗ trường đại học mà dạy về y. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng là sư bà giàu có như thế, mỗi năm mà họ làm cái tiệc mà để gây quỹ, quý vị biết là rất nhiều cái thân hào, những vị mạnh thường quân đến trong cái buổi họp đó, xong rồi trên cái khán đài thì họ treo một cái giống như cái chiêng thì cái người Phật tử từ dưới đó đi bước lên cầm cái dùi đánh vào trong cái đó, xong được tuyên bố lên con xin được cúng dường bao nhiêu thế rồi đi xuống, rồi còn lại người khác lên là đánh vào trong cái đó cái chiêng đó, xong rồi con xin phát tâm cúng dường đó. Cái sư có nghe cái cách mà họ nhận những cái tiền cúng dường đấy, cái quỹ của bà mạnh lắm. Những khi mà thiên tai khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn sóng thần ở tại Thái Lan hồi đó đó, cho máy bay đem đến luôn, cơm gạo đến là rất là nhiều, ngoài y tế còn có cả thức ăn rồi thực phẩm, nói chung là đủ thứ đó. Mà quý vị biết không, các ni ở đó đó, quý vị nghĩ sao? Quý vị như vậy là sư bà nhiều tiền lắm đúng không, phải là không phải lo lắng cái gì đâu. Ngược lại,
tất cả các vị nữ tu sĩ ở đó phải tự làm ra để mà lấy tiền sống, bằng cách là quý vị làm những nến, cái ngọn nến nhỏ nhỏ đó, có cái xưởng làm nến ở trong cái chỗ của quý sư, thì quý vị làm nến xong rồi đem ra bán. À, cái tiền mà thu hoạch từ đó đó là để lo cho quý sư, chứ không phải là tiền mà cúng dường từ mọi người á, là đem lên để mà xài đâu, không có đâu. À, đó là cái mà sư thấy rất là kính trọng sư bà Chứng Nghiêm. À, bà nói chúng ta không có dùng cái tiền mà quý vị cúng dường. Quý vị cúng dường là để làm từ thiện, chứ không phải cúng dường để cho mình dùng. Chúng ta phải tự mình làm ra cái tiền để mà mình sống. Đó là cách mà bà giúp cho các nữ tu của mình có được cái ngân sách. Cách đây 2 ngày, sư gặp lại một người bạn cũng là lâu lắm rồi. Từ năm có lẽ 2004, từ 2004 là sư đã không gặp cái sư cô người Mỹ mà mình nói ba vị ni đó, thì có một sư cô người Mỹ. Thực sự đó, cái vị đó lúc đó mới còn là ni cô thôi, tại vì sư phụ chưa cho phép được thọ giới đại giới, người Tây Tạng không chịu. Thành ra là vẫn là ni cô, tức là mới có thọ sajini chứ có thọ được đại giới. Thì bẵng mười mấy năm, từ 2004 cho đến giờ là 2021, như vậy là 2004, 17 năm hả? Wow, thành ra rất là mừng, gặp nhau rất là mừng. Mới kể lại cho nhau nghe những cái việc gì của mình đã làm, những cái kinh nghiệm của mình. Thì sư nói có dịp nào sư sẽ kể chuyện cho quý vị nghe về cái ấy. Sư nói ê, khi nào mà sư đến đây lần nữa đó, có thể cho lớp chúng tôi được gặp không? Tại vì đây là một vị bà rất là giỏi nhá. Bà coi cái bà đó, nói cái bà không phải là ấy đâu, tại lớn tuổi. Sư đó với lại sư Đài Loan, hai vị đều rất là giỏi. Một mình, một cái tờ tạp chí hay là Nguyệt San của cái tu viện của họ đó, một mình làm hết. Sư có bao nhiêu, sư Đài Loan có bao nhiêu cái bút hiệu. Sư viết bài bình luận, sư làm thơ, sư lấy tin tức ở đâu, ví dụ vậy đó. Sư làm nguyên một cái bài đó của sư. Làm xong rồi, in xong rồi là bắt đầu làm cái quyển kế tiếp luôn. Ông nói, giỏi quá ta, mình không dám luôn á. Sư không có biết gì nhiều về văn chương mà tự mình mà viết có bao nhiêu bút hiệu, nào, viết luôn cho một quyển sách như vậy rồi. Mà tháng này qua tháng kia như vậy nhá. Cái sư người Mỹ cũng tương tự vậy, cũng rất giỏi như vậy đó. Cái bài, cái tờ bản tin của tu viện ấy, cũng một mình sư làm đó, sư đã làm luôn. Thật là có dịp nào khi mà sư trở lại đây ấy, mà sư sắp xếp năm tới ấy, mình có vẫn còn được mấy tháng nữa, nếu mà sư có cơ hội đến thế nào sư cũng mời. Tại vì mình mời các vị tăng rồi, chưa có mời vị ni nào, đúng không? Nhất định phải mời một vị ni đến, đúng không? Ni này người Mỹ mà thì tu theo Tây Tạng. Thành ra quý vị mạnh dạn lên nha, đến là sư đến là mà phải hỏi liền, đúng không? Đó, thành ra cái quan trọng mà sư nói ở đây, cái bài học này mình nói, thứ nhất là dấn thân, đúng không? Chương trình xã hội. Và cái hai cái vấn đề quan trọng nữa là cái sự tu tập. Dấn thân không phải chỉ cái mình làm Bồ Tát. Quý vị biết là Bồ Tát đó là Ngài đã tu hết 50 cái phẩm vị rồi, đúng không? Lên đến phẩm vị 50 đến 53 là mới là trở thành là đấng chánh đẳng chánh giác, đúng không? Thì Bồ Tát không ra là Ngài đã quá tu bao nhiêu phẩm chặt rồi. Thành ra cái sự tu hành đó là đương nhiên, còn mình là cái gì, mình dấn thân này đó là mình là cư sĩ, mình tu sĩ phàm phu, mình không phải là Bồ Tát, mình làm cái hạnh Bồ Tát. Thành ra cái vấn đề mà day to day, hàng ngày á mà mình tu tập rất là quan trọng. Thành ra đó là cái mục số 2. Mục số 2 đó là nói chuyện
Cái thứ nhất là nói về kêu là chương trình từ thiện, mấy cái việc làm ích lợi. Cái thứ hai là cho chính mình. Hai cái điều này rất là quan trọng. Đó. Rồi một lần nữa sư lại nói với quý vị. Nhưng mà quý vị đọc cái bài ngày hôm nay, bài 29 á, thì nó sẽ bổ túc cho cái phần trang số 2 của cái bài 28. Tức là mình nói, mình đã giới thiệu là cái ông Bernie Glassman, ông này một thiền sư ạ, ông đã dạy thiền rồi ạ. Rồi quý vị đọc cái này sẽ thấy. Nhưng mà sau đó đó, không có nói vì sao ông đã từ bỏ cái... cởi áo rồi để trả lại cái giới phẩm của mình đó. Rồi ông trở thành là một vị giáo thọ, là cư sĩ. Có thể cái này là dự đoán của sư thôi nhé. Có thể là cái có thể mình sẽ đọc thêm cuốn sách của ông nói về cái cuộc đời của ông ấy, mình hiểu thêm. Nhưng mà quý vị biết không, có một lần sư có nói chuyện với quý vị đúng không, một vị nữ tu người da đen đó mới nói chuyện với sư phụ mình: sư phụ à, sư phụ đừng có bắt con phải cắt tóc nha. Tại vì con mà cắt tóc con đi vô trong cái khu của con đấy, đại bà da đen nè, khu của con, tụi nó nói con là băng đảng, con không có nói chuyện Phật pháp với họ được, phải để con có tóc giống như là họ đấy thì con mới nói chuyện được, đúng không? Đó. Thì bây giờ cái chương trình này á, là những người bà ông là người mà theo dấn thân đi vào trong xã hội để mà giúp đỡ mọi người. Nếu mà mình cạo hết tóc rồi mình lại mặc quần áo khác, họ nói chắc là vô muốn brainwash mình hay sao đây, đúng không? Chưa nói chuyện gì hết trơn là bắt đầu có nghi ngờ rồi. Tại vì thế phải làm sao, phải giống người ta, đúng không? Thành ra đó là những cái mà có thể là sư phỏng đoán. Sư kể chuyện cho quý vị nghe rồi đó, lần đầu tiên sư gặp thầy Lê Mạnh Thát đó, sư dám hỏi tại sao thầy để tóc. Thôi, nó đi không sợ súng, rất là dạ cô. Rồi. Rồi. Là 52 rồi, đến cuối cùng là cái đến vị Phật là 53 là cuối cùng hết. Dạ. 52. Đúng, 52 là hai cấp bậc, đúng không? Nhưng mà đến cái qua được cái 52 á là mình mới trở thành Phật, đúng không ạ? Rồi có là có dịp nào sư đưa gửi cho cô cái những cái cấp bậc đó, cái ấy cuối cùng nha. Rồi A Di Đà Phật, xong tuần này chúng ta sẽ có lễ Noel, trong khi quý vị nghỉ ngơi với lại gia đình, có một mùa lễ vui vẻ. Kính mời đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.